Thay vì cứ mãi đau khổ vì chờ đợi mà không được đáp trả, thì không phải chúng ta nên tìm cách để thoát khỏi nó càng nhanh càng tốt hay sao? Yêu hết lòng rồi, nếu không được thì thôi, bỏ đi, cần gì, thiếu gì. Chính bạn tạo nên suy nghĩ tích cực cho chính mình. Nếu không phải là bạn, thì còn ai có thể cứu bạn ra khỏi vũng bùn đó đây? Và điều quan trọng hơn là, bạn có muốn thoát khỏi nó hay không? Hay bạn cứ sống mãi với những mộng ảo và tình yêu không bao giờ trở thành hiện thực đó thôi? Mời các bạn lắng nghe radio số 121, Đừng chờ đợi ai quá lâu. Đáng sợ nhất không phải là chờ đợi, mà chính là lúc chúng ta không biết phải chờ đợi đến bao giờ. Tôi thường hay nghe người ta nói, người yêu bạn chưa chắc đã chờ được bạn, nhưng người chờ được bạn nhất định là người rất yêu bạn. Cũng đúng thôi, nhưng nếu đó là sự chờ đợi có hồi đáp, có kết quả, chứ chẳng ai cao thượng và ngu ngốc mãi để chờ một người chưa bao giờ hướng về phía mình, chưa bao giờ có mình trong tâm trí họ cả. Thật ngốc nghếch và lãng phí nếu như bạn cứ chờ đợi một ai đó khi đã biết trước kết quả, rằng họ sẽ không bao giờ nhìn lại. Yêu một người đâu chỉ còn cho đi là đủ. Ngân hà rộng lớn đâu phải chỉ có một người dành riêng cho ta. Hãy chờ đợi khi mà sự chờ đợi đó thực sự có ý nghĩa. Ví như câu nói, chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là chúng ta không biết phải chờ đợi đến bao giờ. Bạn vừa mới chia tay người mà bạn yêu tha thiết. Bạn không chấp nhận nổi sự thật rằng đã mất đi họ. Bạn chơi với trong tình yêu đó. Bạn mộng tưởng người ta vẫn còn yêu bạn, nhưng vì một lý do nào đó người ta phải ra đi. Bạn tin tưởng câu nói nếu còn yêu, đi một vòng rồi sẽ trở về bên nhau. Ôi, cũng thật đáng thương thảm hại khi mà những điều đó chỉ một mình bạn vẽ nên. Người ta thì đi xa, không một câu từ biệt. Bạn thì ngồi đó, vẽ nên bao cảnh viễn vông, rồi bị chính những điều đó đánh lừa. Bạn tự lừa mình, lừa chính bản thân rằng chỉ còn mình kiên nhẫn đứng mãi đó, người ta sẽ quay lại và nắm tay hay ôm bạn thật chặt như những ngày đầu tiên. Nếu còn yêu thì người ta đâu có dễ dàng rời bỏ bạn. Hãy tỉnh mộng đi, nhìn lại xem dành sự chờ đợi cho một người rời bỏ mình có xứng đáng hay không. Hay bạn vô tình say nắng một người nào đó, bỗng nhiên theo thời gian người ta trở thành crush bất diệt trong lòng bạn. Bạn tìm hiểu mọi thứ về người kia, tất tần tật, rồi bỗng dưng từ một crush bình thường, bạn nhân hóa tình cảm đó lên một cảnh giới cao chơi với, ngỡ như tình cảm đơn phương đó sẽ không bao giờ bị đạp đổ. Bạn tìm mọi cách để tỏ tình với người ta, nhưng người ta lại từ chối. Bạn buồn dăm ba ngày trong hỗn độn, nhưng rồi lại mơ tưởng về tương lai xa xôi. Bỗng bạn hiện thực hóa giấc mơ, và bạn nghĩ bị từ chối một lần rồi có sao đâu. Nếu như mình kiên trì thì nhất định người ta sẽ bị lay động, sẽ cảm động mà nhìn về phía bạn, đáp trả cho bạn tình cảm bấy lâu nay. Hãy cứ im lặng, đừng nói thêm gì. Lời hứa bây giờ với em đã quá muộn màng. Thôi thì mình hãy cùng xóa hết kỷ niệm, để trái tim này bình yên chạy đến ôm chặt nhòa ướt mi mềm. Chỉ muốn nhắc rằng chính anh vụt mơ em trong lòng, còn yêu con thương rất nhiều mà niềm tin đã mất. Chỉ mình em làm sao giữ, giận hơn làm thêm xót xa.
gì nữa đâu. Chắc anh cũng đã hết yêu em mà chưa nhận ra. Chẳng còn yêu, con thương rất nhiều. Nếu đã yêu em thì hãy để em một mình, giữ lấy nhau bao lần giận hờn làm thêm xót xa. Mình chia tay anh nhé, mình đừng hờn trách nhau, chắc đâu đó hạnh phúc vẫn đang chờ anh. Kiên trì để yêu một ai đó cũng có thể có kết quả tốt hoặc xấu. Có những người vì kiên trì mà có được trái tim người mình yêu. Và bạn biết đấy, bạn có thể thuộc top phần trăm kẻ có kết cục xấu. Càng kiên trì thì lại càng đổ bể. Nhưng mà đổ bể rồi mà bạn không tỉnh mộng thì lại là một điều đáng lo hơn. Hãy tỉnh táo, trao đi tình yêu một cách tỉnh táo nhất, và tỉnh táo để dừng lại đúng lúc nhất. Vậy đó, cuộc sống mà, luôn có một lý do nào đó để chúng ta chờ đợi một người nào đó, nhất là trong tình yêu. Và thật buồn nếu như sự chờ đợi đó không có kết quả. Mọi điều thất vọng thật khó có thể vượt qua được. Nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ sống mãi trong sự phiền muộn đó? Thay vì cứ mãi đau khổ vì chờ đợi mà không được đáp trả, thì không phải chúng ta nên tìm cách để thoát khỏi nó càng nhanh càng tốt hay sao? Yêu hết lòng rồi, nếu không được thì thôi, bỏ đi. Cần gì, thiếu gì, chính bạn tạo nên suy nghĩ tích cực cho chính mình. Nếu không phải là bạn, thì còn ai có thể cứu bạn ra khỏi vũng bùn đó đây? Và điều quan trọng hơn là bạn có muốn thoát khỏi nó hay không? Hay bạn cứ sống mãi với những mộng ảo về tình yêu không bao giờ trở thành hiện thực đó thôi. Đừng chờ đợi ai đó quá lâu. Đôi khi việc lỡ thương, lỡ trao tình cảm cho ai đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nếu trái tim đã lỡ thương sai người, tình cảm mình trao đi vốn không được đền đáp lại, thì đừng chờ đợi họ quá lâu. Bởi người thật tâm nghĩ cho bạn, biết trân trọng tình cảm của bạn, nhất định sẽ không để bạn chịu đựng một mình. Đừng trông chờ một ai đó sẽ sốt sắng mua thuốc, nấu cho bạn chén cháo khi bạn ốm, để rồi nhận về những thất vọng khi nhận được vỏn vẹn một dòng tin. Cố gắng lên. Cũng đừng vì ai mà mặc mưa gió bão giông vẫn đứng chờ đợi mãi, vì biết đâu người ta đã ấm áp, bình an ở một nơi nào đó rồi. Đừng ngóng tìm một người luôn nói lúc bạn muốn nghe và lắng nghe khi bạn cần nói. Gọi bạn bằng những câu từ thật thân thuộc đầy yêu thương, đội cùng bạn cơn mưa, đưa bạn về tận nhà, pha cho bạn tách trà nóng, cõng bạn đặt lên giường rồi ngồi chăm chút cạnh bên. Vì người đấy vốn dĩ chỉ tồn tại trong một cái tên,
và đôi khi chỉ là những mẫu hình lý tưởng trong tiểu thuyết. Dù yêu hay được yêu, mỗi chúng ta cũng phải học cách độc lập chính bản thân mình, phải biết tự lo cho mình khi trời trở lạnh, phải biết độc lập tài chính, làm chủ thời gian và cuộc sống chính mình. Hằng ngày phải chăm chỉ học hỏi, làm cho mình tiến bộ hơn, bởi cuộc đời này mình còn không thương mình thì ai trân trọng mình đây? Nhất định không trông chờ vào ai, bởi chẳng thứ gì bên mình được mãi mãi. Có thương mình, đừng bao giờ biết chọn nhầm người mà vẫn cam lòng sống sai. Hãy cứ buồn, cứ khóc, nếu điều đó khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng nhất định phải đứng dậy sau đó, mỉm cười lên vì phía trước luôn là bầu trời. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình radio của website girly.vn, được phát trực tuyến tại website girly.vn. Mọi thư từ đóng góp xin gửi về mail girly.vn@gmail.com hoặc website www.girly.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số radio kỳ tới. Hoàng hôn đã rơi trên vùng biển vắng, ánh nắng tím nơi chân trời. Ngoài sông sóng xô nhau vào bờ cá, ngắm những cánh chim lạc bầy chơi vơi. Dẫu gì vắng xưa không còn đây, mà sao em mong tìm chi chút này? Đã không còn ai tay nắm tay chiều nay. Từ khi chúng ta xa lời tổ ấm, thấm thoát đã bao năm rồi, cùng đi tới những phương trời lạ lắm. Xa xôi đã lỡ nói chia tay cùng anh, mà sao em không yên mình trong cõi lòng, cứ mơ về anh trong mỗi đêm mùa đông.
trong.